À, em Châu xin chào anh chị và cô chú bác. Thì bữa nay em có một chiếc Future Future đời 2000 xe này 2015 hay là 13 14 gì anh em. Để anh chút em coi giấy lại. Xe này em đứng tên. Xe này là giấy trong giấy là màu bạc luôn em, bạc đen bạc đỏ gì đó. Xe này giấy trong giấy là màu bạc luôn. Em nhớ là bạc đen. Biển số 70F1 94331. Xe này là trong giấy màu bạc hợp lệ ha. Giá em bán cái chiếc Future này là ngay em chính chủ đứng tên, giá 19.500.000. Bộ câm niền còn theo xe, cái vàng bạc theo xe. Áo là đã có thay mới một số đồ mua trong hãng cho nó hợp màu bạc, cho nó hợp lệ với xong sơn áo lại. Cái yên có bấm lại. Xe này là đã làm đầu lòng rồi, hồi nãy em có coi. Đúng rồi, xe này làm đầu lòng rồi. Vàng bạc cái cục trước này có dặm lại. Câm niền theo xe này ha, câm niền theo xe. Đĩa theo xe, ốc tán zin theo xe, anh em về ram hoặc là xi gì á, xi ốc tán là đẹp. Lốc này có sơn, cái lốc này có sơn lại ha, mới xanh ha, đẹp cực kỳ luôn. Vàng bạc sao là không có sơn gì hết ha, vàng bạc sao là nguyên xi nguyên zin hết. Turbo theo xe luôn, vỏ đạp theo xe. Nói chung xe này thì không có lai gì hết, chỉ có làm mới là thôi. Như vàng bạc nè, cũng không sơn không phết nè. Cái niền sau Gucci theo xe nè, câm niền theo xe. Em có sao em nói vậy, cái nào mà sai sai anh em thông cảm cho em cũng ít hiểu về xe lắm. Cái niền này nó có lủng một miếng nhỏ này nhưng mà 10 năm chạy không xi nhê đâu. Cái tó này là chưa chùi rửa nữa nè, cái cây cần số chưa chùi rửa nữa. Hai lốc này sơn lại, dọn lên kiểu dạng quay y ha. Anh em chơi cái tem quy y nữa, thà thành quy y luôn, chạy lướt trên đường nó quy y không. Cái bao tay này ngày mai em sẽ thay cái cầm inox bên đây nè cho nó đúng bài vậy đó. Xăng thì sắp hết xăng rồi, nổ máy lên hết xăng, cứ hết xăng rồi nè, máy thì im lắm. Xe này chính chủ ngay em đứng tên. Bình xăng này là xe này xe Future bình xăng nha. Sao bình xăng chạy mướt lắm, mướt hơn FI nữa. Của FI nó có cái cầu FI đây nè. Cái học Future này được hai cái nón bảo hiểm luôn. Hai cái nón bảo hiểm với hai ba cái áo mưa trong đây luôn. Anh em thích xe này thì cứ alo em, 19.500.000. 19.500.000 ha. Chiếc Future Neo 19.500.000. Anh em về máy đang nổ, muốn hết xăng rồi. Máy này dữ lắm, tại nó hết xăng chứ máy dữ. Em đi tổng quan hay chi tiết cho hen. Nè, em mới thay hai cái xi nhan luôn. Nhan này mới xanh luôn. Xe này em mua hãng rồi, xi nhan nhiều lắm. 19.500.000 được chiếc Future dọn sẵn cho anh em về ram ốc hoặc xi thêm dài, bắt dài con ốc kiểu vô nữa là len keng là đẹp. Xe chính chủ em đứng tên. Nhà em là ở ngoài quốc lộ 22B, đèo đây quốc lộ nè, đối diện với quán ăn giặt Saka nè,
quán cà phê Hải Đăng nè, gần ủy ban nhân dân xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, kế tiệm thuốc tây Trúc Đào nè. Nhà em là ở quốc lộ 22B ha, ở gần ủy ban nhân dân xã Thành Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Số điện thoại của em là 0974499005. Số điện thoại này em có Zalo ha. Số điện thoại của em nè 0974499005. Số điện thoại này em có Zalo luôn nè ha. Rồi rút lại là chiếc Future này đăng ký đời 2010, Future bình xăng. Có dọn sơ sơ lên quay y rồi, anh em về thêm một chi tiết nữa là thành chiếc quay y luôn. Em bán giá là 19.500.000, xe ngay chính chủ em đứng tên, ngay chính chủ em đứng tên luôn ha. Anh em thích thì cứ alo em. Cầm niền theo xe nè, vàng bạc ở sau zin nha, cái phuộc trước có sơn nè. Nói chung anh em muốn thì em quay chi tiết cụ thể cho, em có hình cụ thể á. Hẹn gặp tối rồi, trời mưa, trời đang mưa, hẹn gặp lại video kế tiếp đi ha.